cao dữ như vậy. Cái này là để mình đeo ba lô vô cho cứng á. Cái này là bạn nào sợ độ cao á thì không có nên chơi bộ môn này nha. Giờ mình sẽ đi lên. Chạy thêm xíu đó rồi mình kiếm người mình hỏi thử. Đó, bướm bay kìa. Không biết lúc nào nó cũng có gì không hả? Hay là mình may mắn lắm mới ngắm được cái cảnh này á. Bướm bay ngập đường chưa? Đó, nó mới bay vô nó nguy hiểm rồi kìa các bạn. Đó, biết ở đâu ra mà nhiều dữ chứ biết nữa. Ở đây thiên đàng đó nè. Đó, bạn thấy không? Thấy bướm không? Thấy bướm không bạn? Đó, nó bay kìa. Đó. Đó, nó bay ngang mặt mình luôn à. Thú vị thiệt. Cái sản nó vô nó nằm vòng vòng đâu đây nè, có một bướm nó bay bay vô cổ mình, quá trời bướm à. Mình sẽ kiếm cái sản nó rồi. Đưa mình ghé đây mình hỏi thử. Đây nó đây nè. Có để là khu đá vôi rồi. Không biết đi đường đi như thế nào ta. Đi vô đây. Biết mình đi đâu đây nữa. Anh ơi, anh cho em hỏi đường nào đi vô cái tảng đá vôi vậy anh? Dạ. Dạ rồi em cảm ơn. Giờ đi quẹo trái 1 cây số nữa. Dạ rồi em cảm ơn. Dạ. Rồi em cảm ơn anh. Dạ. Vậy là cái tảng đá này đó anh, là đá dôi là không đúng rồi. Vậy là phải chạy thêm 1 cây số nữa. Mình mới hỏi các anh chị. Không biết người dân trên đây là nó có cái giọng nói như thế nào ta. Còn mình thấy cái anh hồi nãy á, ảnh có cái giọng như là người miền Tây như mình vậy.
Đây đây đây. Có một đá chỉ vô. Và bạn thấy cái độ khủng của cục đá rồi bạn. Đó, cái đường lên đó nè. Để mình leo lên thử. Cao dữ như vậy. Cái này là để mình đeo ba lô vô thì cứng à. Cái này là bạn nào sợ độ cao thì không có nên chơi bộ môn này nha. Mình sẽ đi ra. Lên thôi. Cái này á, các bạn đem theo những đôi giày nào thật là bám hoặc là đi chân không á. Không biết rồi đi xuống sao nữa. Để mình ngồi nghỉ xem. Quay xuống các bạn xem cảnh dưới này. Quá mệt rồi. Nè các bạn. Chưa được nửa đường hết á. Ở dưới họ đang cải tạo trồng bông hoa với hồ trang trí á. Còn đây là cái dốc này. Còn ở đây là mình nè. Ây du. Còn dựng đứng cái sau lưng kìa. Lên thôi các bạn. Thì mình lên còn lên Buôn Mê Thuột nè. Ừ, nó còn thêm một đường nữa. Để ở đây có cái hõm nước này. Còn dài một đường. Bạn có mấy con bướm nó bay kìa. Đó, này là lên được một độ cao khác rồi nè.
đi tiếp các bạn. Cái này nó cao rồi, gần bằng cái núi trước mặt luôn á. Quá mệt. Cho mọi người coi cái giật này. Nên đi phải cẩn thận. Giật nó sâu hun hút cái này nè. Vẫn đứng luôn á. Mình sẽ quay toàn cảnh một lần cho mọi người xem. Đây, từ bên trái qua bên phải nè. Thì đây đi buổi chiều ngồi ngắm cảnh thì tuyệt vời luôn. Mình đi ngay lúc 11 giờ trưa, nắng quá. Còn ở đây là cái vực bên trái rồi. Các bạn. À, cái vực ở đây là cái đường đi lên nãy của mình nè. Đó, các bạn thấy cái đường không? Trời mưa thì cái đường này là thua rồi đó. Không bao giờ mà đi lên được. Quá trời. Đây họ đang xây nè, mốt xây lại nó sẽ đẹp lắm. Mọi người có thể đến đó, dưới đó mình uống cà phê, mình ngắm cảnh thôi. Cái ngọn núi này các bạn, là nó nằm ngay xã Giang Tao, huyện Lắc, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 cây số về quốc lộ 27 á. Cái đường trục đường chính là quốc lộ 27 nè. Các bạn chạy sẽ có một cái bảng bằng như là bằng cái bảng dựng đứng lên đó, bảng vuông vuông á, để là có để là đá vô mẹ các bạn chạy vô. Còn trên Google Maps nó chỉ không có đúng vị trí đâu. Cái theo như ước tính là cái tảng đá vôi này nè là nó có chiều dài khoảng là 200 m. Còn cái chu vi dưới chân á, chu vi dưới chân đá là khoảng 500 m, cao hơn 30 m mọi người, và nặng hàng vạn tấn. Đây là cái tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Thấy hoành tráng không? Ây da. Từ dưới đi lên á, mắc đến cả vài chục phút mới leo nổi lên đây, nghỉ ngơi mấy lần. Nhưng mà lên đây được ngắm cảnh đó các bạn, là nó hết mệt rồi. Thôi mình quay một lần sơ qua nữa rồi mình tạm biệt cái núi đá vôi. Mình sẽ lên đường đi Đắk Lắk. Mình quay lại một lần nữa cho các bạn xem xung quanh. Nó hoành tráng lắm, mọi người có đi từ Đà Lạt lên Buôn Ma Thuột là nhất định phải ghé qua đây để chiêm ngưỡng cái độ lớn của cái tảng đá này các bạn. Đứng ở dưới nhìn lên là nó không có cao lắm đâu, không có bự lắm đâu. Mà lên trên đây mới thấy nó bự. Thôi xin chào mọi người.
mình xin kết thúc cái video là cái tảng đá voi mẹ ở đây, và mình sẽ tiếp tục cái chuyến đi tiếp lên Buôn Ma Thuột. Trên đó mình sẽ khám phá thành phố Buôn Ma Thuột các bạn, như là tỉnh Đắk Lắk, nó có cái gì hay ho ở dưới thì mình sẽ ghé mình tham quan, rồi mình sẽ quay lại những video để các bạn xem. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào. Bây giờ mình phải lội xuống các bạn, mình phải đứng thở xíu mình lội mới nổi chứ nó cao lắm. À, mình đang quay toàn cảnh nè, mình đang đứng trên ngay trên đỉnh luôn. Quá trời phong cảnh hùng vĩ. Bye bye. Đây mọi người coi cái dốc đi xuống nè, nó dựng đứng luôn á nè, chúi cái tay thẳng luôn nè, nó còn khủng hơn cái dốc mà bữa mình đi săn mây chỗ Đà Lạt nữa. Cái này ai đi không vững là phải bò xuống rồi mọi người, không có đi được nữa. Có hai bạn xuống chụp hình. Nhổ ra leo lên rồi. Bò lên rồi mọi người á, nếu đi không được là phải bò lên đó. Bên đây cũng hạn chế mặc váy rồi mọi người, như cái chị đó đó, chị đó mặc váy cao á thì nếu mình váy dài nó còn đỡ á, mặc váy ngắn thì không nên đi vô đây. Thôi cho mấy bạn nó đi chụp ảnh nè, mình rút vuông đi Buôn Ma Thuột.